Hàng ngàn người biểu tình vì Pakistan cấm cựu tổng thống vĩnh viễn không được ra tranh cử, tin từ Chitro. Hàng ngàn người tại Chitro, Pakistan đã xuống đường để ủng hộ cựu tổng thống Pervez Musharraf sau khi một tòa án áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn ông Musharraf không được ra tranh cử, làm tan vỡ nỗ lực giành lại ảnh hưởng của ông bằng cách chiến thắng một ghế trong quốc hội. Đây là lần đầu tiên một tòa án tại Pakistan tuyên bố một công dân không đủ điều kiện ra tranh cử suốt đời. Cựu tham mưu quân đội đã trở về Pakistan vào tháng trước, sau gần 4 năm lưu vong để tham gia vào cuộc tổng tuyển cử vào ngày 11 tháng 5. Tuy nhiên, các quan chức bầu cử đã không cho ông ra tranh cử vì các vụ án chống lại ông đang diễn ra ở tòa. Tòa án tối cao ở thành phố Peshawar đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông Musharraf. Hàng ngàn người ủng hộ mang biểu ngữ và cờ của Đảng Liên đoàn Hồi giáo tòa Pakistan của ông Musharraf tuần hành trên đường phố tại Chitro, nơi mà ông Musharraf đang được ủng hộ mạnh mẽ. Đám đông yêu cầu thả tự do cho ông Musharraf và cho phép ông ta ra tranh cử. Nhiều người nói họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên thuộc Đảng Liên đoàn Hồi giáo tòa Pakistan của ông Musharraf.